Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin hàng hóa của HCT ngày 16 tháng 8. Sau đây là một vài tin tức đáng chú ý. Đầu tiên, bản tin kim loại. Tin tức vĩ mô, chỉ số đô la hôm thứ Ba tăng 0,02% khi đồng đô la vào hôm thứ Ba nhờ những bình luận từ Chủ tịch Fed Kat Kari khi cho rằng Fed có thể chưa dừng việc tăng lãi suất. Doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ tăng 0,7% hàng tháng, cao hơn kỳ vọng là 0,4%. Chỉ số giá nhập khẩu tháng 7 ngoại trừ xăng dầu không đổi so với tháng trước và cao hơn so với kỳ vọng là 0,2%. Chỉ số sản xuất của Empire ở tháng 8 đã giảm xuống mức 19, thấp hơn so với mức kỳ vọng. Chỉ số thị trường nhà ở NASB tháng 8 bất ngờ giảm 6 điểm xuống mức 50, thấp hơn so với kỳ vọng là 56. Tin tức kim loại, hoạt động thị trường tại Trung Quốc trầm lắng. Hàng tồn kho ở miền Nam Trung Quốc đã giảm trong 3 ngày liên tiếp do các lô hàng đến hạn chế. Về tiêu thụ, một số công ty dự kiến sẽ duy trì hoạt động mua hàng thận trọng hơn trong ngắn hạn. Giá đồng dự báo sẽ khó tăng mạnh trong thời gian tới. Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm 0,34% so với tháng trước do hạn chế sản xuất tại thành phố Đường Sơn ở miền Bắc Trung Quốc và tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam. Dự trữ kim loại, dự trữ đồng tại kho sàn LME tăng 4.775 tấn, trong khi dự trữ tại sàn Thượng Hải chưa cập nhật dữ liệu mới nhất. Dự trữ nhôm trên sàn LME giảm 2.075 tấn. Tiếp theo, bản tin năng lượng. Báo cáo dầu thô API. Dự trữ dầu thô ở Mỹ giảm 6,195 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 8, sau khi tăng 4,067 triệu thùng trong tuần trước đó, trong khi thị trường kỳ vọng mức giảm 2,05 triệu thùng, theo dữ liệu thống kê hàng tuần của API. Tin tức năng lượng. Trong tháng thứ 2 liên tiếp, cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ đã dự báo sản lượng dầu đá phiến của Mỹ giảm, với tổng sản lượng giảm xuống 9,415 triệu thùng một ngày trong tháng 9, kể từ mức 9,435 triệu thùng một ngày trong tháng này. Trong một báo cáo trước đó, EIA đã dự đoán rằng tổng sản lượng dầu của Mỹ trong năm nay sẽ đạt 12,8 triệu thùng một ngày, nhưng năng suất giếng khoan cao hơn dự kiến. Vậy nên, sản lượng dầu đá phiến thấp hơn có thể ảnh hưởng đến con số tổng sản lượng bên trên, khi dầu đá phiến chiếm tỷ trọng đóng góp lớn nhất. Bên cạnh đó, các công ty cũng chắc chắn không khoan giếng như những năm trước đây, cho thấy tiềm năng tăng trưởng của sản lượng đáng kể trong ngắn hạn là rất hạn chế. Nếu sản lượng dầu của Mỹ thấp hơn, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá dầu toàn cầu. Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Nga đã ấn định mức thuế xuất khẩu dầu ở mức 21,4 USD trên một tấn bắt đầu từ tháng 9, mức cao nhất trong năm nay, theo Bloomberg đưa tin. Ngân sách của Nga phụ thuộc một phần không nhỏ đến từ tiền thu từ thuế dầu, và khi giá dầu tăng, chắc chắn chính phủ Nga sẽ muốn cố gắng tận dụng nguồn thu này, đặc biệt khi ngân sách đang bị cạn kiệt do chiến tranh kéo dài ở Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Cuối cùng, bản tin nông sản. Tin tức nông sản chung. Giá ngô giảm nhiều hơn vào thứ Tư, với việc thị trường chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020 do kỳ vọng sản lượng bội thu ở Hoa Kỳ tiếp tục đẩy giá xuống mức thấp hơn. Lúa mì giảm 1% xuống mức yếu nhất trong 2 tháng rưỡi, trong khi đậu tương hầu như không thay đổi. Diễn biến chính của nhóm nông sản. Báo cáo tiến độ vụ mùa hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ được công bố sau kết thúc giao dịch hôm thứ Hai, đánh giá 59% sản lượng ngô từ tốt đến xuất sắc. Con số này tăng từ 57% của một tuần trước và cao hơn ước tính của các nhà phân tích là 58%. USDA cũng đánh giá 59% sản lượng đậu tương từ tốt đến xuất sắc, tăng vọt so với mức 54% của tuần trước. Các nhà phân tích đã mong đợi 55%. Giá lúa mì đang bị đè nặng bởi áp lực thu hoạch ở Bắc bán cầu, mặc dù bất kỳ sự gián đoạn nào đối với nguồn cung ở Biển Đen do chiến tranh Nga và Ukraine đều có thể hỗ trợ thị trường. Lực lượng không quân Ukraine hôm thứ Tư cho biết một nhóm lớn máy bay không người lái của quân đội Nga đã tiến vào cửa sông Danube hướng về cảng sông Imil gần biên giới của Romania. Dữ liệu của Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu quốc gia cho thấy vào hôm thứ Ba, các nhà chế biến Hoa Kỳ đã nghiền nhiều đậu tương hơn so với dự kiến một tháng trước, khiến đây là vụ nghiền lớn nhất trong tháng 7 được ghi nhận. Nam Phi tiếp tục mở rộng diện tích hạt cải dầu. Nam Phi dự kiến sẽ sản xuất một vụ hạt cải dầu kỷ lục 220.000 tấn trong niên vụ 23-24, theo báo cáo của mạng thông tin nông nghiệp toàn cầu từ dịch vụ nông nghiệp nước ngoài của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. FAS cho biết, kể từ năm 2019-2020, diện tích hạt cải dầu đã tăng từ 74.000 lên 128.100 hectare, trong khi sản lượng tăng gần gấp 3. FAS cho biết, sản xuất hạt cải dầu ở Nam Phi đã tăng gấp 7 lần trong 20 năm qua. Mặc dù sản xuất hạt cải dầu đã mở rộng đáng kể, nhưng nó vẫn chỉ chiếm 6% tổng sản lượng hạt có dầu ở Nam Phi, trong khi đậu tương và hạt hướng dương lần lượt chiếm 73% và 20%. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin hàng hóa của HCT ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.